Barca công bố huấn luyện viên Hansi Flick. Theo đó, Hansi Flick ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng Barca ngày 29 tháng 5 sau khi ký hợp đồng có hiệu lực đến hè 2026. Flick có mặt tại Tây Ban Nha từ đầu tuần để đàm phán với Barca trước khi ký hợp đồng có thời hạn 2 năm tại trụ sở câu lạc bộ chiều 29 tháng 5 theo giờ Madrid. Buổi ký kết có sự góp mặt của chủ tịch Barca Joan Laporta, phó chủ tịch Rafa Jute và giám đốc thể thao Deco. Trên mạng xã hội, Barca công bố đoạn video ra mắt Flick. Chào người hâm mộ Barca, đây là thời điểm của chúng ta. Tiến lên Barca, huấn luyện viên người Đức nói. Flick cũng tin rằng phong cách huấn luyện của ông phù hợp với triết lý Barca theo đuổi. Trong thông báo bổ nhiệm Flick, Barca ca ngợi ông là huấn luyện viên có phong cách pressing tầm cao, quyết liệt đã gặt hái thành công lớn ở cấp câu lạc bộ và quốc tế, giành được gần như mọi vinh quang trong thế giới bóng đá. Theo báo Tây Ban Nha, huấn luyện viên Flick sẽ lĩnh lương cứng 3 triệu euro mỗi mùa, nhưng ông có thể nhận thưởng hơn 0,8 triệu đô la nếu vô địch La Liga và bỏ túi khoảng 1,1 triệu nữa nếu giúp đội lên ngôi ở Champions League. Flick là huấn luyện viên người Đức thứ 3 dẫn dắt Barca. Tại Barca, ông sẽ tái ngộ hai học trò cũ ở tuyển Đức là thủ môn Marc-André ter Stegen, tiền vệ Ilkay Gundogan và trò cũ ở Bayern là tiền đạo Robert Lewandowski. Flick từng là trợ lý của Joachim Löw trong ban huấn luyện tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Ông gây tiếng vang trong hai mùa dẫn dắt Bayern, trong đó có cú ăn 6 danh hiệu ở mùa 2019 đến 2020 gồm Bundesliga Cup Quốc gia Đức, Champions League siêu cấp Đức, siêu cấp châu Âu và FIFA Club World Cup. Sau đó, Flick không thành công khi dẫn dắt tuyển Đức. Huấn luyện viên 59 tuổi cùng Đức bị loại ngay vòng bảng World Cup 2022 trước khi thua giao hữu Bỉ, Ba Lan, Colombia, Nhật Bản và bị sa thải hồi tháng 9 năm 2023. Tổng cộng Đức chỉ thắng 12 qua 25 trận dưới trướng Flick. Theo tờ ESPN, chủ tịch Barca Laporta muốn bổ nhiệm Flick từ năm 2021 khi ông vẫn còn dẫn dắt Bayern. Nhưng khi đó, Flick đã nhận lời dẫn dắt tuyển Đức. Laporta nối lại đàm phán với huấn luyện viên 59 tuổi kể từ tháng 1 năm 2024 khi Xavi thông báo sẽ rời đội vào cuối mùa. Trước khi chia tay Barca, Xavi cảnh báo người kế nhiệm ông sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi xin nhắn gửi người kế nhiệm rằng ông sẽ chịu đau khổ, huấn luyện viên Tây Ban Nha nói. Bởi Barca là câu lạc bộ khó khăn và cũng vì tình hình tài chính bất lợi trước những quy định khắt khe của La Liga,